Sáng ngày 3 tháng 8, nhiều người trên chiếc xà lan chạy trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhìn thấy vật thể lạ nổi lên bềnh dưới nước. Tiến lại gần kiểm tra, họ tá hỏa khi phát hiện đó là thi thể nam giới khoảng 25 tuổi, trên người không mặc quần áo nên hô hoáng. Ông Ba Trúc, người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn, có mặt kéo thi thể nạn nhân vào bờ và trình báo công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã có mặt ghi nhận lời kể nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Theo công an, nạn nhân chết khoảng 1 cho tới 2 ngày trước. Thi thể đã bắt đầu trương phình, trên người nạn nhân không có vết thương, đầu tóc cắt ngắn gọn, chỉ còn một chóp tóc trên đỉnh đầu. Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa về nhà xác. Công an đang điều tra nguyên nhân tử vong và danh tính nạn nhân.